cây rồi mà không cây cho con nữa. Sao mấy người con kiểu gì vậy? Con đã nói ba với mẹ rồi, ký vô đây cho con đi. Sao con nói hoài mệt ba mẹ ghê á. Con cần số tiền lớn làm gì vậy chú? Con làm gì á là chuyện của con, ba với mẹ có biết đâu mà nói. Ít ra con cũng phải cho mẹ biết á, con làm cái gì mà số tiền lớn như vậy. Ba với mẹ có mình con là con một à. Bây giờ tài sản ba mẹ trước sau gì cũng để lại cho con. Lỡ ba mẹ mốt chết rồi thì tài sản này cũng là của con mà. Nhưng mà ít ra con làm gì con cũng phải cho ba mẹ biết là con làm cái gì mà cần số tiền nhiều như vậy. Mẹ không có cần biết cái chuyện của con làm gì hết á. Ba mẹ chỉ cần biết là ký vô cho con thôi được rồi. Mẹ ký cho con đi, con đang cần gấp lắm đó. Sao con không nghĩ đi chú, bây giờ bán cái này gặp ba mẹ ở đâu con? Trời ơi ba mẹ yên tâm đi, ba mẹ bán này cho con. Con làm gì là chuyện của con, ba mẹ là đi qua nhà cô hai ở đỡ đi. Rồi mốt con đi rước ba mẹ về ở với con. Cực khổ lắm á. Cha mẹ mới nuôi mày đến tận gần này, gả mày đi nước ngoài để chồng, đi 3-4 năm trời á. Mày không khư từ về cho cha mẹ, mày cũng không có gửi một xu nào về hết á. Bây giờ về á, ngồi chưa nóng đít đã hối cha hối mẹ bán nhà bán cửa rồi. Con sống sao vậy chú? Trời ơi thì con có công chuyện riêng của con, ba mẹ thấy đó. Nếu mà con dư giả thì con đâu cần ba mẹ ký đất cho con. Bây giờ ba mẹ chỉ cần ký bán đất cho con thôi là hả con lo việc của con được rồi. Nhưng ít ra cha mẹ cũng phải biết con làm cái gì. Ba với mẹ không có cần biết, không có hỏi gì hết á. Cái đó là chuyện của con. Bây giờ con có nói ra ba mẹ không có biết đâu. Con không nói sao cha mẹ không biết? Thôi mẹ, mẹ thương con thì mẹ ký cho con đi. Mẹ chỉ cần ký còn chữ ký là mẹ làm khó làm dễ với con làm gì. Con đang cần mà mẹ. Con người ta được cha mẹ nhờ, còn con ở nhà được có mỗi một mình con à. Chưng có nhờ con được cái gì hết trơn á. Mà bây giờ con quạnh quẹ là cha mẹ là sao con? Thì có mình con thì ba mẹ phải thương con chứ. Bây giờ con đang trong cái thế mà khó khăn quá, ba mẹ không giúp con thì ai giúp con đây? Ba mẹ không thương con hay gì? Mệt quá, bây giờ ba ký cho con đi. Mày không ký á? Mày nghĩ coi, ba má lo cho mày, lấy chồng mày nước ngoài về, tưởng mày về mày lo được cho ba má mày. Mày nghĩ coi, mày lo được cái gì? Bây giờ về mày đòi bán nhà bán đất. Tao nói cho nghe nha, nhà đất này để dành để mà lo cho má mày, cho ba mày, chứ không phải lo cho mày. Thì trước sau gì ba má lớn tuổi rồi, ba má già rồi, ba má cũng sẽ đi đâu đó rồi. Thì giờ bây giờ trước sau tài sản của con thì giờ ba má ký cho con đi. Làm khó làm dễ với con làm gì? Bà thấy chưa, bà nhỏ bà dạy nó như thế nào, bà muốn chi là nó quá vậy đó. Bây giờ ba má không ký cho con á, con bỏ nhà con đi á, mốt con không có về nữa đâu. Đừng có nhìn mặt con. Có một chữ ký rồi mà không ký cho con nữa. Ba má của con kiểu gì vậy? Ký cho con đi. Tôi nói mà không ký là không ký. Ba mẹ ký cho con đi, không ký là sau này con đi con không bao giờ về đâu. Ba mẹ có bệnh có già yếu con cũng từ ba mẹ luôn. Tôi nói mà không ký là không ký á. Mày nên nhớ nha, mày đi vô nước ngoài được bao lâu? Mẹ mày bệnh á, ở nhà kìa. Ai lo? Mày có gì hết tiền về mày lo không? Hay là mày hôm nay mày dắt kìa, mày đòi ba má bán đất cho mày. Thì con không có tiền nên con đâu có lo được. Bây giờ con cần tiền thì ba mẹ ký cho con đi. Sau này con có tiền thì con lo là cho ba mẹ. Có một chữ ký không mà cũng khó chịu với con à. Nói mà không ký là không ký. Không ơi, mình có một cuộc đó là con à. Cái nhà này trước sai thì con thuộc về nó. Bây giờ con nó cần tiền, con cho nó. Nói không ký là không ký. Mày coi má mày coi, bệnh hoạn bây giờ phải lo được cho mày đó. Thì đúng rồi, ba mẹ phải lo cho con chứ sao, có mình con à. Mày là con là cái, bà bệnh hoạn vậy, đúng ra là mày phải lo. Không ký là không ký. Mẹ ký cho con đi mẹ. Cái gì mà sùm vậy? Tụi mày á, không có ký gì hết á. Còn mày nữa, mày đi nước ngoài bao nhiêu năm, mới về bữa hôm bữa mai, chưa báo hiếu cho cha mẹ. Bán nhà bán đất làm cái gì hả? Cô hai biết gì đâu mà nói, bây giờ bán nhà bán cửa thì qua nhà cô hai ở. Nè, mày là con là cháu, mày đừng mất dạy. Con người ta báo hiếu cha mẹ, ở nhà ba mẹ mày bệnh hoạn, mày đã lo chưa hả? Tao không có quyền nói hay sao? Cô hai nghĩ coi, con là con của ba mẹ con, có một mình con à. Bây giờ cái gia tài này nè, không cho con thì cho ai? Ba mẹ coi mốt mày cũng phải đi thôi. Còn một mình con thì bây giờ cho con trước đi, trước sau thì cũng cho. Mày mất dạy quá rồi, khổ cho em tôi, có đứa con bất hiếu. Cô hai có biết gì đâu mà nói, chuyện của con, công việc của con thì tiền mày cũng cần. Thôi đừng ra. Mẹ mày, mẹ chưa ký cho con mà mẹ đâu vậy? Mày thấy chưa, rồi tụi nó chết đi, rồi mày biết cảnh mày ra ngoài đời mày sống sao, rồi mất dạy. Mày đó, mày thấy chưa, nó tự nhỏ mà nó muốn gì nó quá, giờ nó hư vậy đó. Tôi hối hận quá ông ơi. Biết vậy ngày xưa tôi đừng có nuôi chiều lắm. Bây giờ nó không có báo mình nữa.
Thôi kệ bà ơi, để từ đó lo đi, sau này mình tính sao được. Mọi người ơi, phận làm con phải có hiếu với cha mẹ, đừng để cho cha mẹ phải khổ, như vậy là bất hiếu. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời cũng có nha mọi người.